Mời đô vào ghế ngồi. Trân trọng giới thiệu trận thứ hai trong chương trình giải anh tài, Đô Mạc Quang Huy, Bắc Giang Khố Đỏ, 147 kg. Đô Trần Viết Trung, Hải Phòng, Khố Xanh, 100 kg. Thái Đô và Sới nghe lệnh trọng tài chấm xe này. Như vậy chiều nay sẽ có hai trận, các đô nào thắng sẽ sáng ngày mai sẽ tiếp tục thi đấu với các đô của các địa phương và chiều mai sẽ chung kết giải anh tài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Và như vậy ở với đô Khố Xanh thì theo trọng lượng kém hơn đô Khố Đỏ, nhưng mà vật dân tộc thì cũng không thể biết thế nào được, chỉ cần ngáng chân đấu đô Khố Xanh, ngáng chân đô Khố Đỏ là dễ, đô Khố Đỏ sẽ bị ngã, mà đô Khố Đỏ nó ngã nó không dậy được. Cho nên là đô Khố Xanh thì phải rất là nhanh, phải dùng kỹ thuật tránh những đòn khố của đô, đòn đánh khố của đô Khố Đỏ ra, bởi vì cái lực mà đánh của đô Khố Đỏ rất là mạnh. Nếu qua ba hiệp về mà cân thì chắc chắn là đô Khố Đỏ sẽ thua thôi. Và chúng ta tham gia vỗ tay cổ vũ cho đô Khố Xanh. Vào rồi lại ra rồi, hiện nay Khố Đỏ đang túm khố rồi. Hiện nay đang tranh đánh khố rất nhanh và đô Khố Xanh đã tránh khỏi cái đòn nguy hiểm của đô Khố Đỏ rồi. Trận đấu tiếp tục. Và như vậy là trong nội dung và tranh giải anh tài là Hải Phòng chúng ta có 4 đô đăng ký. Ôi. Và như vậy là như chúng tôi đã đoán ngay từ ban đầu rồi, mà đô Khố Xanh, chúng tôi đã báo động đô Khố Xanh rồi, là đô Khố Đỏ mà dùng mép khố thì chắc chắn là sẽ bê nổi thôi, bởi vì lực đô Khố Đỏ rất là mạnh. Như vậy đô Mạc Quang Huy ở lúc 2 phút 30 giây ở Bắc Giang đã nhất thắng. Trận thi đấu tiếp theo ở